Xin chào các bạn, xin giới thiệu với các bạn, ở đây là có hai ông thợ đang làm nền nhà đấy các bạn ạ. Đang xây và đang trát nền nhà. Hai ông thợ bà nhá đang mần nền nhà. Chạy giới thiệu hung kêu rồi. Tôi mà giới thiệu cho bữa nha, thông cảm nha. Các bà anh em này. Người đây sân làm sân bay dưới đây, mấy ông đi đang làm tụ lọt. Chứ đang phải học các cái chương trình để giới thiệu. Anh Hoàng quay đít lượng về đúng không ạ? Nhớ quay đít nha vậy chừng và nhớ. Mấy ông đang làm tụ lọt. Đây là cái giai đoạn đang láng nền đấy các bạn nha. Từ sớm giờ mới được có 5 cái máy móc. Ngồi lê đủ con tắm. Bún dưa lê nhiều chưa? Mà bữa biểu đi ai biểu ông bắt tôi quay vào một chút. Nó mua được khác nhưng mà bán lại thì không mấy đồng ấy. Đây xe máy của anh mệt mua mười mấy triệu á, 4 triệu bạc. Vâng, đây là cái giai đoạn đang xoa và làm đẹp nền đấy các bạn ạ. Tốn dạ đi cô. Dạ, mày chưa biết được đó. Ăn đồ sáng lên. Thì thợ chứ gì mà bạn đang bốn mấy tháng thì giờ thợ chứ. Ở
lâu. Bữa tôi mặn đâu muốn mặn không lắm mà mẹ ăn. Vâng. Anh cho bà ké, anh cho uống rượu xài, anh cho cái đó anh chị đã cho bà luôn. Anh uống rượu xài với tôi, anh cho thôi bất mẹ gì. Nhưng mà cái gì cho bà nha. Ông nào vô bà này thì vô phòng bà gì. Có tiền mà mặn vô bó ấy. Chúng mất ít tài nhỏ. Để cái chỗ hồ này, hồ này đưa vô đó là vừa. Cái góc mình cái góc. Anh kêu cái chỗ chân này anh không ít. Dìa ở đây này. Dìa bò. Là đến chiều là em muốn là cho nước phân tròn hết vào đây này. Cái chân anh là chỗ cao này, tròn hết vào đây. Đấy chị ha. Ok thì chị chạy. Đi anh cho cao lên tí luôn. Rồi rồi, nói chung là toàn bộ làm nền cái góc này hết chị nè. Rồi. Thôi làm cái cào thì mãi này. Dạ. Còn để đó còn ngốt mãi nó đi. Vâng, nhưng mà đi phải chỗ cao nên nó ngốt này. Này bà chị này phải là cái nhắm cái bờ bên chạy lúc nãy tôi giữ lái mình anh chỗ đây đi thì sáu mấy phần tuấn thẳng cái bờ đi luôn đi. Đợi hai tấm đàn đi vừa nữa. Ý không mày cái đó cho 70. Cái chỗ không lái được à? Chua đây, chua chua này, chua đây mà lái cho mãi nữa. Thì chua chéo một tay. Chéo một tay. Ông đeo chưa, ông không chịu không? Cái nãy tôi sao là tôi giữ ông giữ nó tao. Chỗ này anh muốn với em sao được à? Đây, ông chua chơi. Đó. Không xây. Không xây. Không xây. Rồi rõ đây chứ. Thẳng luôn. Ông nữa tao biểu mày sao mày cứ mạnh đi vậy đó. Chắc chắn rồi cái này là anh thấy xem chọn gì. Mình thấy mình vàng nhưng mình có biết được. Nếu mà giải quyết cho nhau sao lại khác. Không nghe không? À, ông mê mà chỗ là ông không nghe, thợ với ông không nghe, nhưng cuối cùng là phải nghe không? Cái chỗ này lúc nãy tôi biểu nắm cho vô đây cho thẳng mẻ đây nè. Ừ. Đó là đi vô chỗ hai tấm đan đây nè. Không nắm. Điều chịu tao kêu mày mặn sao mày cứ mặn. À thế. Ok, chứ cái chi được anh Hoàng. À nắm cái đi vô đó, cái đi, cái hông đi vô đó. Này, tôi sát vào đi này. Nắm đi, đi một đường thẳng luôn. Đây chi mà rộng lắm. Sao? Mà đứng một đường đi nhìn vô cái bờ trên thẳng dần này. Như là thu vẫn luôn đấy đây này. Còn tí nữa mà
ông có hùng kìa. Không chịu. Dạ không chịu. Anh đến vào cái guốc cho bỗng anh ạ. À. Guốc cái chỗ có viên gạch ạ. À. Đứa vâng. Hàng về đó, hàng về đó. Được, còn đi guốc nữa. Mỗi cái chỗ này 2 tấm đàn, 2 tấm. Ồ. Chứ để cho anh Hoàng anh lái một tí vào cái chỗ tay cho anh đẹp đẹp không để lái. Rộng hơn bằng đi đi. Rộng hơn. Rộng hơn. Rộng hơn. Rộng hơn. Rộng hơn. Rộng hơn. Anh anh. Hả? Thôi anh Hoàng anh Hoàng lái một tí cái viên gạch cho xíu vào cái chỗ nước lên luôn. Thôi Hoàng đi rồi. Chua lái rồi đến sát thôi. Thẳng vô đây này. Cái điểm nghèo bên. Lái sát vào đứa. Đổ 2 tấm đạn đình vô đứa. Nó đỡ đi nhìn đỡ gớm. Không em nhìn chặt. Chặt cái chi cho nó. Chặt. Chặt cái bàn đó chứ không có đi sát bằng thẳng. Chả chặt mô đứa là cái tấm đạn chả chặt mô chuẩn lái nhìn cho cái đường chuẩn đẹp. Chặt từ sớm nó không nói cho con lái chứ nó không lái gì cả. Tại anh ngắm cho ông thợ mộc chứ. Từ đang lái được là anh Hoàng. Gõ ra được mà. Gõ anh lái ra nhếch vào một tí thôi. Cái đầu nữa anh vẫn còn. Cái đầu anh vẫn còn, anh chỉ lái vào cái đầu thêm vào một ít tí thôi. Chạy sát lên, anh chỉ để tôi bằng một thật thứ rồi tôi đặt tấm đan như thế kia rộng kia. Không, anh chỉ để hở 3-4 phân đâu đặt mà. Để cô trôi cũng đây, đến cô đặt xuống. Không, không, anh cứ đặt hở ít thôi. Tấm đan không cho trôi cho trước thôi anh. Đấy, được rồi. Đang còn hơi. Video này chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn với chương trình sau.